gương 7 mặt và kính gương bạc cũng như là kính gương gold như thế này của hãng Rock sản xuất và giá là 250.000. Các bạn mua chung với mũ này nè, tổng cộng sẽ là 1.197.000. Bên mình vẫn là hỗ trợ là tặng bộ tem. Chào mọi người trở lại với Happy Channel. Thì như các bạn đã biết, Happy đang có chương trình ưu đãi đó là tặng bộ tem decal trị giá 200.000 khi các bạn mua mũ Rock 01 màu đen bóng như thế này, giá là 947.000, kính theo nó mặc định màu trong. Và các bạn mua thêm một cái kính Rock màu khói đậm như thế này nữa, là thay ra thay vô, kính này 200.000, tổng bộ là 1.147.000. Thì mình sẽ tặng một bộ tem decal và hỗ trợ dán sẵn như thế này ha. Như đây là tem, bộ tem Soleil Luna. Và bộ tem Soleil Luna trước giờ bên shop mình bán là 200.000. Thì mình có tới 70 bộ tem nè, các bạn có thể chọn một trong 70 bộ tem đó tùy theo ý thích cá nhân của mình, rồi bên mình sẽ dán cho các bạn ha. Và có một số bạn hỏi á, nếu không lấy kính màu khói đậm này lấy kính màu khác được không, thì sẵn video này mình cũng trả lời luôn, thì bên mình sẽ hỗ trợ luôn. Ngoài ra các bạn có thể mua ví dụ như là kính màu gương 7 màu như thế này và kính gương bạc như thế này cũng như là kính gương gold như thế này, thì ba cái kính gương này đều là của hãng Rock sản xuất và giá là 250.000. Nếu các bạn mua chung với mũ này nè, tổng cộng sẽ là 1.197.000. Bên mình vẫn là hỗ trợ là tặng bộ tem một trong 70 bộ bạn chọn ha. Cái này rất là minh bạch luôn nhé các bạn, thì cái này là rõ ràng hơn, tại vì cái video trước mình chỉ nói là mua chung với kính khói thôi. Nhiều bạn thì không có phải là bạn nào cũng thích kính khói này, có nhiều bạn là thích kính gương. Thì bây giờ là mình xác nhận cái chuyện là các bạn mua thêm nón chung với kính gương khác cũng vẫn được hỗ trợ là tặng tem này luôn. Còn cái mũ bên đây là mũ Yohe 978 Plus nè, thì mũ này là 1.400.000 và ship tận nhà 1.437.000, và tem decal mua chung với mũ này sẽ giảm 50%. Đó, cái này là rõ ràng nha các bạn. Và hồi xưa giờ áp dụng cho mũ này là cũng mấy tháng rồi, đều là hỗ trợ giống vậy. Ví dụ như bạn mua bộ tem này là 200.000 mà bạn mua chung với cái Yohe 978 này nè, không cần mua thêm kính là giảm khoảng 100.000, ship tận nhà cho các bạn tổng hết là 1.537.000. Thì quà tặng vẫn đầy đủ và bảo hành vẫn đầy đủ. Quà tặng là một khăn ninja, một bộ tisker và cái bảo hành là bảo hành nứt vỏ 3 năm ha, cho vỏ mũ và nứt vỏ 1 năm cho kính. Còn cái này thì bảo hành nó sẽ thấp hơn chút, ví dụ bảo hành nứt vỏ cái vỏ nhựa này nó chỉ có 2 năm thôi. Và mình đã nhấn mạnh đi lại là chính sách là rõ ràng, minh bạch. Và mình xác nhận lại một lần nữa cho các bạn, thì cái Rock 01 này là cái mũ full face đội êm nhất trong các dòng Rock. Ví dụ như Rock 01, Rock 05, Rock 03 thì Rock 01 này là đội sướng nhất nha các bạn. Và cũng như là độ cứng cáp, và cũng như là độ cứng cáp chắc chắn của nó cũng hơn so với cái mũ Rock 05 đó ha. Nhưng mà nó chỉ có một kính thôi, kính này là kính màu trong suốt. Thì thay vì trước đó bạn mua mũ và kính chỉ được ưu đãi là 60.000 thôi, còn bây giờ bạn mua mũ, kính và tặng tem, tính ra cái lợi của bạn được tới 140.000 lần. Và chuyện này hoàn toàn minh bạch rõ ràng chứ không phải là nâng giá lên để giảm giá xuống, thì các bạn yên tâm ha. Và chương trình áp dụng tới ngày 15 tháng 5 2021 này. Các bạn nào thích thì cứ chốt sớm đi, tại vì nón chốt sớm thì bên mình sẽ đủ size hết, dễ chọn dễ lựa. Còn nhiều khi tới cận cái chương trình nó hết thì nó sẽ thiếu size, chỉ là bình thường thôi. Còn áp dụng khuyến mãi gì thì rất là ưu đãi rồi. Và mình nhấn mạnh lại, mặc dù là tem ưu đãi là tặng, nhưng mà bên mình vẫn bảo hành bong tróc 3 tháng cho các bạn, chứ không phải là tặng là bên mình sẽ làm ẩu làm tả và không có trách nhiệm gì hết. Thì các bạn yên tâm về chuyện đó ha. Bên mình bán thì cái sản phẩm nào bán ra hoặc tặng thì cũng sẽ có trách nhiệm rõ ràng với khách hàng. Rồi, ok các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.